Thảm với người Iran là niềm hãnh diện. Lưu giữ những tấm thảm trong nhà cũng giống như trưng bày những bức tranh quý của các bậc danh họa. Thảm Ba Tư vẫn được dùng để phô trương sự giàu sang, quyền quý. Nhưng với những người thực sự sành sỏi, những tấm thảm Ba Tư là cách để mang đến sắc màu cho cuộc sống. Nếu bạn bước vào một cửa hiệu thảm Ba Tư, đặc biệt là những cửa hiệu chuyên bán thảm thủ công, bạn sẽ không muốn rời đi nữa, bởi bạn sẽ bị chìm đắm trong một không gian ngập sắc màu. Chúng tôi gọi đó là thiên đường của màu sắc. Ở Iran ngày nay, xuất khẩu thảm là lĩnh vực mang lại lợi nhuận thứ hai cho nền kinh tế, chỉ sau dầu khí. Người Iran không phải là những người đầu tiên sáng chế ra kỹ thuật diệt thảm, nhưng họ đã nâng tầm kỹ thuật diệt thảm thông thường trở thành một thứ nghệ thuật đỉnh cao. Những tấm thảm Ba Tư đích thực luôn sử dụng màu nhuộm hoàn toàn tự nhiên. Các sợi được dệt vô cùng chắc chắn với nhau. Đến mức nếu muốn thử một tấm thảm tốt, bạn hãy đổ nước vào rồi lật mặt sau ra. Nếu nước hầu như không thấm được tới mặt sau thì đó là một tấm thảm tốt. Để dệt nên một tấm thảm Ba Tư có thể mất nhiều tháng, thậm chí 2 đến 3 năm. Muốn có được những tấm thảm đẹp, tinh xảo, thợ thủ công phải dệt trên 50 mũi trong mỗi cm vuông. Chưa nói đến việc phải sáng tạo ra những họa tiết thực sự độc đáo, bởi đã là thảm thủ công xứ Ba Tư, không cái nào được giống cái nào. Dệt thảm là một công việc nặng nhọc, nhiều khi khiến bàn tay của các thợ thủ công phải rướm máu. Chính vì thế mà rất ít thế hệ trẻ ngày nay muốn kế thừa theo nghề dệt thảm này, thật là không may. Mỗi chiếc thảm thủ công xứ Ba Tư được xem là độc nhất bởi nó mang trong mình tâm hồn và tình cảm riêng của người làm ra nó. Cũng chính bởi vậy, người dân Iran cho rằng đây mới thực sự là phần thú vị nhất của những chiếc thảm xứ Ba Tư. Đó là tìm hiểu ý nghĩa thực sự nằm sau những họa tiết hoa văn của mỗi chiếc thảm. Nó có thể là về một câu chuyện tình, một thông điệp tôn giáo hay là một bài học về ý nghĩa cuộc sống. Anh Phương, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.